sao một người đẹp tuyệt trần hoàn mỹ như thế này mà lại nằm ngoài đường chứ? Không được rồi, ngoài đây có rất nhiều cái xấu sẽ hãm hại cô ta. Mình phải đưa cô ấy vào nhà nghỉ đi ngủ thôi. 2, 3. Sao kỳ vậy ta? Sao đẹp mà nặng như vậy trời? Thử lần nữa mới được. Nếu vậy thì... Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, ngàn tiền nắng. Hả? Làm người yêu anh nha. Thơm quá đi. Vậy em có đồng ý không? Không. Em nói cái gì? Cho Việt Nam, cho Việt Nam. Không chịu đâu. Tại sao em lại từ chối tôi? Tôi đẹp trai phong độ thế này cơ mà. Sao mày dám ghim dao vào nách tao? Thằng khốn nạn. Hả? Mày dám lóc nách của tao, bây giờ mày phải cho tao lóc nách của mày lại thì mới đều.